Vâng, thực sự bây giờ không cần bỏ ra quá nhiều tiền với một cái mức giá còn rẻ hơn một chiếc Hyundai i10, nhưng quý anh chị cũng đã có cơ hội sở hữu cho mình một chiếc sedan hạng sang cực kỳ đẳng cấp đến từ thương hiệu ngôi sao ba cánh Mercedes-Benz. Trước mặt các bác ở đây thì em Việt đang có cho quý anh chị với phiên bản hiệu năng cao cấp nhất của dòng Mercedes-E, đó chính là E300. Chiếc xe này khi mới thì chắc chắn là chúng ta phải bỏ ra một cái số tiền lên tới khoảng 3 tỷ đồng để lăn bánh nó ở trên đường. Còn ngày hôm nay em Việt đang chào bán cho chiếc xe còn rất chất lượng này với con số chỉ có hơn 400 triệu một chút xíu thôi. Vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng thì ngay bây giờ em Việt mời các anh chị chúng ta hãy cùng dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của mẫu E300 sản xuất năm 2011 đang có mặt tại showroom của em Việt cái gì nhá. Với phiên bản này thì các bác sẽ thấy là nó sẽ được trang bị chúng ta với khối động cơ máy V6 3.0 hút khí tự nhiên, mang lại cảm giác lái cực kỳ mạnh mẽ. Ở đời này thì E300 là bản cao cấp nhất, sau này thì chúng ta mới thấy là có E400 cái gì nhá. Nhưng thực sự đây là một chiếc xe mà các bác có thể thấy là sau nhiều năm nhưng chúng ta thấy là cái độ đẹp của nó này, đẳng cấp của nó này, sự sang trọng của nó mang lại thì không hề suy giảm một chút nào cả, chỉ có giá tiền thôi. Và thay vì bỏ ra nhiều tiền thì bây giờ với một cái mức giá chỉ loanh quanh hơn 400 triệu, chúng ta cũng đã có thể sở hữu cho em chiếc xe này. Vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc xe sau quãng thời gian sử dụng ra sao? Em mời các bác chúng ta cùng dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe mà em Việt mới về, và xem liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình ngày hôm nay không chị nhá. Thì đầu tiên thì các bác có thể thấy Mercedes thì nó là một chiếc sedan hạng sang cỡ trung, nó chỉ thua mỗi Mercedes thôi. Nên các bác có thể thấy là từ kích thước, chiều dài, chiều rộng của xe nó rất là vừa tầm, đúng không ạ? Nó rộng rãi hơn so với những chiếc C-Class, hay là tuy nhiên thì nó không quá cồng kềnh như là những chiếc S-Class. Và các anh chị có thể nhìn về em này. Ở thế hệ này thì chiếc Mercedes được trang bị với hệ thống đèn pha đôi. Đấy, hệ thống đèn pha chính thì nó được trang bị với bóng đèn bi nhá. Và nó có những tính năng cực kỳ cao cấp, ví dụ như là liếc theo góc lái này. Đấy, rửa đèn pha, 6 cảm biến cảnh báo va chạm phía trước. Và các anh chị nhìn về em này, một chiếc xe tiền tỷ khi mới. Đương nhiên là nó làm bằng những vật liệu vô cùng cao cấp. Chính vì thế mà theo thời gian các bác có thể thấy là các cái chi tiết của những chiếc xe sang này nó xuống cấp rất là ít. Đấy, mặt cản ca lăng với các thanh nan chrome mà theo thời gian và nó vẫn còn mới tinh. Em quay gần cái đèn pha các bác nhìn cho em này. Cái đèn này thì chủ nhân cua nâng cấp lên cho ta đèn bi siêu sáng nhá. Và một chiếc xe nó không đâm đụng va chạm thì các bác nhìn cho em này, những đường mép xung quanh viền đèn này. Đấy, những đường mép cản này nó phải thẳng và đều tăm tắp như kẻ chỉ. Đúng không ạ? Đấy, cái chi tiết các bác có thể nhìn cho em. Và không bao giờ bị lỗi thời luôn các chị nhá. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần bỏ ra có một chút tiền thôi là các anh chị chúng ta đã có thể sở hữu cho em cái phiên bản cao cấp nhất này. Các anh chị nhìn cho em này, cái đèn của nó này, không một tì vết, hệ thống đèn pha ở đây, trong vắt như pha lê, đúng không ạ? Các chi tiết của chrome các bác thấy nó vẫn còn bóng loáng như gương. Đó, và với những dòng xe Đức thì bao giờ cái lắp capo nó cũng kéo dài. Điều này nó sẽ giúp để đặt cái khối động cơ ở phía bên trong, nhưng quan trọng nhất là nó tăng cái độ an toàn. Trong cái trường hợp xảy ra va chạm thì các bác thể thấy là cái phần nắp capo kéo dài nó sẽ hấp thụ lực va chạm tốt hơn và bảo vệ cho người ngồi bên trong một cách tốt hơn. Và đặc biệt là kể cả nắp capo của chiếc xe này nó cũng là bằng hợp kim, hợp kim nhôm anh chị nhá. Trọng lượng nhẹ nhưng mà độ cứng cao. Đấy, nên là các bác tại sao là những dòng xe sang thì nó rất an toàn. Đấy, xe được trang bị chúng ta với một cái bộ la răng đa chấu kích thước 17 inch, 4 phanh đĩa, và chủ nhân cũ thì phay cái la răng rồi. Nên là nhìn cái form nó đẹp hơn hẳn, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta vẫn có xi nhan là giải đèn led tích hợp trên gương này. Và các anh chị nhìn cho em này, những đường mép của nó này. Đấy, thẳng tăm tắp đều như kẻ chỉ từ trên xuống dưới các chị nhá. Đấy, các chi tiết lẹp viền chrome này, theo thời gian này. Các bác nhìn này, nó vẫn còn bóng loáng luôn. Được chưa ạ? Đó, và đây em quay cho các bác chúng ta tổng thể cái ngoại hình của chiếc E300, một chiếc sedan hạng sang cao cấp. Dài, rộng, trường xe. Đấy, cái form xe nhìn nó rất là đẹp, đúng không ạ? Nhìn nó sang. Đó, và khi mới thì nó quá đắt đỏ để chúng ta có cơ hội cầm lái nó. Nhưng bây giờ với một cái con số như em nói là chỉ rẻ hơn một chiếc Hyundai i10 là các anh chị chúng ta cũng đã có thể sở hữu cho em chiếc xe tuyệt đẹp này. Đấy, vậy thì tiếp tục đi về phần đuôi phía sau, các anh chị chúng ta có thể nhìn cho em này. Đấy, cái thiết kế của nó không bao giờ bị lỗi thời luôn các chị nhá. Đèn hậu to bản, thiết kế full LED. Và em quay gần này, các bác nhìn cho em này, cái chi tiết đèn của nó này. Đấy, theo thời gian mà nó vẫn còn mới tinh như này. Đó, đó là giá trị của những vật liệu cao cấp các anh chị nhá. À, có những dòng xe phổ thông thì các bác ấy thấy là nếu một chiếc xe 2011 thì nhiều khi các chi tiết ngoại thất của nó sẽ không giữ được cái độ đẹp như này đâu. Nhưng mà con này các bác nhìn cho em, kể cả cái lớp sơn. Đấy, lớp sơn của Mercedes nó rất là nhiều lớp. Đấy, sau thời gian là chúng ta chỉ cần đánh bóng thôi, các bác ấy thấy là chất lượng của nó rất hoàn hảo rồi. Đấy, bô kép thể thao, những cái chi tiết viền chrome các bác nhìn này. Quá yêu luôn. Đây, đèn này.
nó cũng không một tí vết. Và đây mở luôn các bác cái cốp. Đấy, để các chị ta thì thấy độ rộng rãi mà cái mẫu E300 mang lại các chị nhá. Cốp sau tha hồ rộng. Đấy, các chị ta tha hồ để đồ nhá. Và độ zin nguyên bản, các chị nhìn cho em này. Đó, nguyên zin nguyên bản toàn tập nhá. Đây các bác bên này cũng vậy này. Và phía dưới này thì chúng ta có thể là nhìn cho em cái phần đây. Cốp của nó đây. Đấy, đồ đạc kích thay thế nhá, lốp dự phòng nhá. À, và một cái nữa đây là tôn sắt xi này. Các bác thấy là mẹt thì nó là bằng hợp kim, thân vỏ là hợp kim. Chúng ta thấy không bao giờ có những vết han mục. Đúng không ạ? Đấy, rất là bền bỉ, lành tính. Đó. Quá đẹp và quá sang trọng luôn. Được chưa ạ? Vâng, vậy thì đó mới là cái phần ngoại thất của chiếc E300 nhá. Các anh chị có thể ngắm nhìn giúp em này. Đấy, không một tì vết luôn. Đó, vẫn đẳng cấp. Các anh chị đã bước xuống xe này thì phải nói đúng là đẳng cấp của chúng ta nó ở một tầm cao mới rồi. Vậy thì bây giờ để giúp anh chị ta đánh giá cái tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em Việt sẽ quay các bác phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ. Vâng, chiếc xe này thì các bác có thể ngắm nhìn cái nội thất bên trong của nó này, rất cao cấp. Toàn bộ những cái vật liệu bên trong của chiếc xe thì đều sử dụng là các chi tiết gỗ, hợp kim nhôm và da nhé. Táp lô toàn bộ bọc da nhé, da thật các anh chị nhé, da bò Mỹ. Đấy, vô lăng thì đây là cái chi tiết mà chủ nhân cũng đã nâng cấp lên chúng ta thành cái vô lăng em phiên bản thể thao rồi. Đấy, ở đời mới tiếp theo nhé, vô lăng bắt đáy này. Đó, các bác thấy xe đã bảo dưỡng định kỳ trong hãng luôn này. Con này thì cực chất lượng luôn. Hệ thống đèn auto này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có lẫy chuyển số thể thao đằng sau này. Đấy, một cái màn hình Android chủ nhân cũ đã nâng cấp lên cho các bác nhé. Con này thì tích hợp cho các chị chúng ta cả cam 360 độ luôn. Đây các bác nhìn cho em này. Đấy, màn hình cam lùi rất là nét, đúng không ạ? Và một chiếc xe phải nói là cực kỳ chất lượng luôn các bạn. Đấy, hệ thống điều hòa của xe thì nó là 3 vùng nhá. Với phiên bản này thì nó được trang bị tới 3 vùng độc lập. Đó, 3 vùng độc lập các bạn. Ngoài ra thì đây, các chị nhìn thấy này, toàn bộ chi tiết nó đều bằng gỗ, hợp kim nhôm, chế độ lái Eco Sport thể thao. Đấy, táp lô táp pi các bạn nhìn này. Đó, led căng luôn. Led căng luôn các chị nhá. Đấy, đặc biệt với bản E300 ấy thì các chúng ta sẽ có gương trợ chống chói này. Đấy, có cửa sổ trời đôi cho hàng ghế trước, hàng ghế sau nhá. Rất là cao cấp và toàn bộ ghế da này các bạn nhìn giùm em này. Nó còn led căng như này. Đó, các bác thấy nó phê chưa? Máy nổ êm tin thít, được chưa ạ? Đấy, các chi tiết phải nói là còn rất tuyệt vời theo thời gian này. Cần xăng số dạng điện tử nhá. Đấy, các chi tiết bản lề các bác nhìn cho em đây. Nguyên zin nguyên bản không vết vặn này, tem mác của nó đầy đủ hết này. Được chưa ạ? Đấy, với phiên bản này thì các bác chúng ta thì thấy là bản tapi cánh cửa thì đây cũng rất là cao cấp với các chi tiết da này, gỗ này và nhựa. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome này. Hai ghế trước đều chỉnh điện mà có nhớ 3 vị trí ghế hết các anh chị nhá. Đó, các bác thấy cái độ xịn sò cao cấp của chiếc xe này. Đấy, thực sự là nếu ở thời điểm mới thì hoàn toàn xứng đáng với cái mức giá 3 tỷ đồng, đúng không ạ? Anh chị nhìn xem cái lớp gioăng của nó, cái thanh nẹp chrome của nó theo thời gian mà nó vẫn còn mới khét lẹt như này. Đấy, ghế trước đây, ghế lái đây, đặc biệt là ghế lái thì các bác thấy là kể cả các chi tiết tựa đầu này cũng chỉnh điện hết nhé. Đấy, chúng ta cũng chỉ chỉnh bằng một cái nút bấm rất là xịn sò cao cấp nhé. Ghế da may múi sọc cực kỳ đẳng cấp. Và đây các bác nhìn xem cái bản lề của nó này, từ chốt khóa này cũng còn nguyên zin nguyên bản, được chưa ạ? Vậy thì với cái hàng ghế thứ hai mà chúng ta hay nói là hàng ghế dành cho ông chủ thì các bác có thể thấy là cái độ rộng rãi và tiện nghi mà chiếc E300 mang tới cho người ngồi phía đằng sau. Chúng ta sẽ có hai màn hình giải trí đằng sau nhá. Hệ thống điều hòa một vùng thứ ba cho hàng ghế sau này. Đấy, và ghế này các bác nhìn cho em này. Toàn bộ là ghế da bò cao cấp. Đấy, rất xịn sò luôn, ngồi cực kỳ êm mà lại không bị bí các bạn. Và chất lượng của nó theo thời gian các bác có thể thấy là vẫn còn rất đẹp, đúng không ạ? Này, từ cái chốt khóa các bác nhìn cho em đây. Đó. Và đặc biệt là chúng ta còn có cả cửa gió điều hòa bên cạnh này thổi sang nhé. Cái lớp lỉ các bác nhìn cho em này, nó còn đẹp xuất sắc, được chưa? Các chi tiết gỗ này các bác thấy nó cao cấp chưa? Đấy, từ cái tay nắm cửa nhá, và các bác thấy nó đẹp xuất sắc luôn, đúng không ạ? Đẹp xuất sắc luôn. Và đây ạ, tiếp tục thì em mời các anh chị chúng ta đến với cái bên này. Đấy, thì các bác có thể nhìn cho em nhá, các chi tiết của nó đây, rèm cơ này, che nắng này, tăng độ riêng tư này. Từ cái móc khóa vẫn còn bóng loáng như gương, đừng may chỉ rất là sang trọng đẳng cấp, đúng không ạ? Đây các bác nhìn cho em này, cái chi tiết da của nó này, nét căng luôn nhá. Con này thì nét căng luôn. Đấy, ghế phụ cũng chỉnh điện mà có nhớ 3 vị trí ghế hết, các chi tiết bản lề đây. Đây các bác nhìn cho em đi ạ, quá xuất sắc luôn nhá. Đấy, từ cái chốt khóa này, từ cái tem mác này, đó để các bác có thể thấy được cái chất lượng xe này rất hoàn hảo. Vậy thì đó là cái phần nội thất của chiếc E300. Và bây giờ thì để giúp anh chị ta đánh giá cái tình trạng kỹ lưỡng hơn thì em Việt sẽ quay các bác cái khoang động cơ. Vâng, vậy thì đây là cái khoang động cơ với cỗ máy V6 3.0 của chiếc E300 nhé. Đầu tiên các bác nhìn cho em này. Đấy, các chi tiết trên cabo này, những cái lỗ tròn này. Đấy, keo chỉ zin hết nhá. Từ con ốc các bác nhìn này, nó cũng không vết vặn. Dạ, từ các chi tiết ụ giảm sóc đây. Máy thì đây, mở cho các bác cái lắp máy đây.
Đấy, anh chị nhìn cho em này, nguyên zin nguyên bản từ nóc nhá, không có vặn nhá. Máy rất là tươi. Đó, động cơ V6 3.0 nổi tiếng của Mercedes-Benz, đúng không ạ? Các anh chị đi con này thì bao phê luôn. Cái khả năng tăng tốc cũng như là độ mạnh mẽ của khối động cơ này thì các bác có thể thấy là xuất sắc, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là chỉ ở trên những phiên bản cao cấp nhất của Mercedes thì nó mới được trang bị cái động cơ V6 3.0 này. Vâng, vậy thì ở trên đây là chất lượng của mẫu E300 2011 mà em Việt đang có tại showroom. Và mức giá hiện tại dành cho chiếc xe này thì em đang chào bán là 425 triệu và có thương lượng cho anh chị là quan tâm thiện chí. Thì xin mời các bác trực tiếp liên hệ cho em theo hotline 0947598859 để em hỗ trợ và tư vấn với các thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với mẫu E300 này các bác nhé. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý anh chị, chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Và hãy nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất.